nãy giờ. Nó lớn hết rồi nha cả nhà. Bự hết rồi mà hôm nay không có rảnh. Không có rảnh thu hoạch cả nhà. Mắc coi làm ba cái bắp cải. Cải bây giờ nó già luôn. Hôm nay mình chuẩn bị một mâm và một thau nha cả nhà. Quá trời luôn. Bây giờ cái này mình nhổ luôn cả nhà. Quá trời nhiều luôn. Cái nào nó già thì mình nhổ đi cả nhà. Mất lo trồng qua cái bắp cải riết không có thời gian hái luôn. Bây giờ mình bẻ nè, mình bẻ cải nha cả nhà, để mình quay cái một mớ bắp cải cho cả nhà xem mà mình chưa có quay được cho cả nhà xem nữa đâu. Tốt cực kỳ. Cắt cho đóng giùm đi. Mấy cái này lớn thì mình nhổ. Còn cái nào còn nhỏ thì mình hái nha cả nhà. Cực kỳ tốt, ba cái ngọt cực kỳ tốt luôn. Thở dần rộng rồi cả nhà. Ai xem kênh nhà vườn Bình Dương hãy nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha cả nhà. Nó rất là giòn. Giòn, cực kỳ giòn luôn á. Nó bự nhưng mà nó không có già đâu nha. Cái nhà bẻ nghe rớp rớp luôn á. Cái nào có cọng thì mình nhổ. Chỗ vô luôn. Giờ không có chỗ vô để ngồi hái luôn. Phải kiếm chỗ để nó được. Quay ngay cải. Đi cầm cho bác Tư nè. Quay cho bác Tư để bác Tư đang nở rào đó. Đang hái rào. Đi cải. Ôi. Quá thật tốt. Nhưng mà chắc đem cái à hay nhờ bác đi đem nhổ cả đi. Đây cái liên bông rồi nhổ hả? Chú anh đạp mũ
thu hoạch được một hào cải. Đây đang lặt dưới đây đó nha cả nhà. Bây giờ chuẩn bị qua bên thùng phi. Đây cái thùng phi cải rất là đẹp nha cả nhà. Lại lên hoa nữa rồi. Cái nào lên hoa thì mình nhổ hả? Cái nào lên hoa thì mình nhổ nha cả nhà. Nhổ bớt. Đừng mà chuẩn bị cũng chuẩn bị nhổ đừng mình để đất trống nha cả nhà. Bị trồng để mới. Hai cây mình cả nhà thấy tốt. Cực kỳ tốt chưa mà rất là đẹp. Đẹp quá. Để nhổ là một bó bông luôn. Đây. Đây trời ơi. Cái này là bó bông đẹp lắm ta. Cứng quá. Đang quay đó hả? Rất là cứng. Trời đẹp quá. Đẹp chưa? Đó. Giống bó hoa không? Rất là đẹp nha. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn á. Trời quá thịnh xinh luôn. Là lạc hương nhìn. Đẹp ghê á. Bây giờ mình hái nha cái nhà. Mình hái được đợt này đợt nữa có lẽ mình sẽ nhổ hết. Đừng trồng cải mới. Tại một thùng về mình chỉ hái được 4 đợt thôi. Không rồi. Không. 4 đợt chứ. 4 đợt đã nhiều rồi. Nhiều rồi. Đợt sau là mình trồng cải khác ha. Không biết trồng cải gì nữa. Dòng cảnh gì dưới. Cảnh gì dưới. Nữa rồi chứ. Mình được 2 mâm cả nhà. Này cành đúng hái. Rồi ơi, không hái nữa đi. Rồi còn hái nữa. Hái có 2 mâm. Đây hái vô đây nha. Nó khá là nhiều ha. Đó. Đây mình tạm ngưng video nha cả nhà. Ai thích video nhà vừa mình vô hãy đăng.